Vậy anh quá kêu mày làm như vậy. Hello anh em nha, lại là Quốc Đa Bùi. Má mẹ mà đi hay sao. Hello anh em, anh mình là Quốc Anh Tan các làm bạn. Làm được 4 năm rồi nha anh em, còn mới bê đồng rửa mình ngu mẹ. Sao mà nhất cái chuyện đó luôn mày. Mày không veo điên mà lắm á. Bây giờ dài này, sao? Mày có ý tưởng gì cho một phút một thiết. À, mấy thằng nghĩ tới mày tức nè. Sao? Không bữa vụ mấy lạnh, trời cũng ngu. Mày cái chuyện gì cũng ngu hết á. Rồi hôm bữa rình đau rồi mày vô uống thuốc số nè. Mẹ rồi anh quay em đi vô tình uống nước miếng con má em ti thấy cái em nghe cái che chú em nghe biết anh mẹ là cầm để quay nữa. Vậy giờ mày có ý tưởng gì cho một phút thiết. Trời cái đầu em ý tưởng nhiều lắm. Mày muốn cái gì được cái này cái kia á. Thì rồi chút nữa mày góp ý tưởng á tao cho mày 20. 20 ông to quá, 20 ông to quá. Thôi thôi chuyện cổ mày 100,000 được chưa? Chuyện khỏi trước đi. Đỡ nói vợ chuyện cái tiền đâu. Nhưng mà chắc chuyện không? Chắc. Bây giờ thôi giờ có tiếng không được đỡ tiền rồi để em muốn được cái này mất cái kia cho anh được. Thôi cầm đỡ 10,000. Cái đầu thôi có 10,000. Chút nữa đưa thêm gì đâu mệt với mày. 10,000 nể lắm em ở đây nha. 10,000 lẻ em lụm nha. Giờ có ý tưởng gì mà nói tao thử mày. Để em nghĩ đây. Mày có ý tưởng gì? À rồi kệ đâu ông thiết mẹ. Hả? Trời thiết bình thường mà. Thì tao đổ cái kêu lên đều nó mày. Anh đổ cái đầu ổng như cái đầu anh mà nghĩ sao anh đổ được anh lên. Mày bữa nay tao leo lên má đam mày đụng mấy rồi tao đứng tao chờ khi mày giúp tao đi. Giúp sao? Mày leo lên má đam mày đứng chờ đụng mấy tao vấn này nó ra mày đổ xuống. Không mà em đứng hơn anh đổ em mệt quá. Mà giúp tao cái sáng mày lấy tiền rồi. Cái 10,000 mà thiệt luôn á. Thì chút đưa thêm. Giúp nha. Đau nhanh thiệt luôn á. Mấy em giúp không? Hơn rồi đi nữa. Mày hốt đi. Ủa mà nghĩ sao ông nhờ bắt tôi hốt nữa ông nội. Mà nghĩ sao ông nghĩ sao ông nhờ tôi mà bắt tôi hốt nữa. Được 10,000 con bò là ỉ thơm đâu ông nội. Anh gì đó còn thuốc bắt vậy hả? Bữa em người ngửi ra tối không dám ngủ mà em mạnh mua luôn anh hiểu không? Trời mẹ rồi gương quét mà. Đây, đứng, anh chuẩn bị sẵn. Hả? Anh mới đá vô trời. Tao đá vô mà. Cái đậu mà thiệt cũng dơi thiệt luôn nha. Ông nào mặc đá tôi mặc yếu vậy em vô đi ỉ cho anh bút nha. Hả? Em vô đi ỉ mà đừng có gì mà đang làm đi gì hết. Tối có ăn tiết canh rồi giờ bụng yếu. Nha. Bút nha lẹ lẹ đây rồi mà. Để em cho anh vang anh cho anh được ạ. Con chim. Không, một chuyện quan trọng muốn nói. Trời mày. Giờ con chim muốn nghe gì vậy nào trước? Quay cái gì nữa đậu mày. Cậu chim biết máy quay của ai không? Của ai? Con Thiết nha. Cái máy bay của ông Quốc, của ông Thiết vậy. Ông Quốc này ông nói với ông nói cho anh giờ còn Thiết anh Phúc á. Vẫn vô nào? Ông mới vô nãy luôn, ông vô ông kêu em cho em 20,000, 10,000 rồi. Kêu là chuyện khó lắm giờ. Mày giống sao, giống đồ đào người ta 10,000 rồi. Đấy là coi cái gì? Ông đó là vô múc cái bò là một thiết mèo thiết là đổ lầu thiết anh Thích vậy á. Ông Quốc á. Có người ta đổ không đều. À đổ không nghĩ mấy em à tôi ngu ngu ngu. Đổ bất đều. À đáng lẽ là em không biết đâu mà ông cho em 10,000 rồi em biết á. Thế sao tự nhiên đủ mà chứ hả? Đồ mày không đủ hết rồi không đủ trúng đường sang. À má mày là tổng đất xem tao giờ đeo giống đeo thuộc kiều nó xuống lá cất nó quanh những mày không chạy chứ sao mẹ nên tao thì chứ sao thím tao bây giờ mày chạy ra ông thì ngồi đó ông chồng có người đỡ tao tới tiếp nhẹ 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 mày chạy ra chỗ ông thì đi rồi ok rồi. Thiệt luôn đúng nè, thiệt luôn có mấy con gì nó đi em mệt thiệt luôn nha. Gì? Cho nãy giờ mày yếu lâu lưng mày. Mấy người trái anh rồi, ý cứ đổ tiệt vậy. Giờ làm gì? Giờ bưng. Giờ mày bưng nghe theo đây mà lên nắm mà canh nha. Mấy chút nữa nó re là mày đổ xuống liền nha. Hay là anh canh đấy, quay phim nó. Mày điêu mấy mày đói. Tao vô tao phấn nó được, mày hiểu không? Ê, giờ vô anh phấn trước nha. Mày leo lên nắm mày quay phim rồi mày canh nó luôn, mày hiểu không? Mày đổ xuống nha. Ở đây giờ coi vô coi bạn làm gì rồi, bạn ngủ sao? Này, tao quên rồi cho. Mấy mảng tàng nữa. Vô coi thử mấy ổng như thế nào không nha. Mày cứ đỡ là máy đăng đi, rồi tao gọi nó tới. Ok. Đúng. Mấy ông cho ông mưa nghèo hành chứ à. Ê chị, thì lâu ngày đồ mà giúp tao, bữa sau tao giúp lại quần anh em chênh dưới mày. Mày nghe câu tình nghĩa anh em đậu mà cái chút mà lâu nè. Dựng lên cái thằng quần, dựng thang, dựng uống nấu đi. Mẹ trai hết là quần dựng bò. Đúng không anh? Hả? Giận nha mà leo ra chợ ghế trên giữa chợ tí thì mẹ. Anh sắp cái xe cho mày đừng quay à. Ngu quá mày. Ủa trời ơi mưa ngày sao mày nói nhiều vậy? Thấy không? Thấy không khôn mà. Thôi em là biến cái nhau không phải là em không biết là. Chứ mấy mẹ mày chơi nó cho tao mày. Ủa anh nhờ em hay là anh? À quên thôi lên đây. Lên đây. Dính. Mấy mẹ mày sao mày lên không vậy? Hả? Đưa cầm mà tao đưa theo lên nó mày ngu như con bò ấy. Hả? Thôi tao quay anh phụ em đưa lên mẹ đi. Đưa lại đi. Được không được đâu tao quay đi. Hãy subscribe.
Bung lên, bung lên. Chứ mà mẹ nha, thôi con lên là mẹ nha, chứ mà lên trời. Vậy xe lướt là tôi bung lên. Em đang nhớ. Mẹ ơi, vậy chờ tao, chờ tao đấy. Đường nhà ông nội. Thôi khi nào ông đang làm, ông tao chứ nào. Mấy ai vô thì trước vậy tao. Thầy ơi, bung tối mà thiệt luôn á. Ai thích có đủ không? Trời ơi, cái quân què gì vậy? Cái mẹ mày bị chết mẹ đâu? Mẹ xèo quá. Cái mẹ mày, sao nói vậy? Đủ xa nó không chưa chặt vậy? Mày mày đi ở đâu? Cứ kêu đứng đây, nào tao đứng đây. Mày mày đứng đây tao nữa. Không có lẽ không Cô cho mày, đi lẹ đủ re không re chứ ổng re bây giờ á. Mẹ mày định thu quá trời trời vậy thơ. Lúc đó là mình thơm nào. Trời tao vậy, trời tao vậy. Ông khỏi thôi bây giờ á, lẹ lẹ ổng re bây giờ á, lại á. Không thơm thương á, ổng nghe tiếng bây giờ á. Bây giờ làm gì? Vô tắm lại xong muốn lại đi. Ta lại. Mẹ mày cho tao đó mẹ. Tao không đổ lấy nước lấy bò nha. Mẹ mày cho tao, cho tao vậy. Mà muốn cái đồ không chỉ uống nít thiệt mà mày nói lại lẹ. Mốc đè túi đâu bây giờ đố nè tao nói đồ mày như con mẹ tao gì nữa. Mẹ đấy. Thôi mày cho tao mẹ. Ông nói là ly cái bữa có đau mà. Mẹ ông im ơi. Ông ra bây giờ. Mẹ mày cho mày mưa nghèo mà đố mày cho đố nè tao mẹ. Mưa nghèo của ông to quá. Lần tôi xin đeo xe á. Coi với đố nữa nè. Lần xíu nữa keng keng keng. Xíu nữa lại một bậc thôi. Chưa được cố hay sao á. Trời mà bị tôi lại tao mày giật mẹ đố. Mày đố nèo tao ra cái con mẹ nữa. Đơn mẹ em điên nó mẹ như này xuống ơi che mưa nhà che lại mưa nhà xuống nó mẹ có ra này mẹ em trâu em cho mấy đứa nào đi lì đó ông đứa nào tao chơi vậy ông con tôi xuống nè mày vô giục giỗ ơi mày thấy nó ở đâu hả mày thấy nó ở đâu ở trong phòng á đâu mình nhờ vậy sao giống nít gì vậy. Sao tao hiểu mùa đô được. Ông leo một tiếng ổng nghe là tôi khỏi chôn nhau luôn á. Ông bắt mưa tiền rồi ông mình vô nữa. Ủa tao mày cái xe như đâu ấy. Mày mày đi cất cái lộn. Ủa ông tên ổng cho mày chạy xe xuống xuống. Ủa xe xuống. Mày lộn ra mày mới đô đèo đấy cho mày ngu như con vợ mày. Thôi khắc ơi. Ủa mày ông tên ổng cho tôi vậy. Mày đô đèo tao mày đây đâu. Mày kêu gì đó, nó thu quét đồ ở đâu, nên để mà kêu. Mẹ mày, mẹ mày đâu? Bà, cái nước gì vậy ta? Còn cái gì thú thú vậy, nước gì thú vậy? Cái gì vậy, quát sao ngược cả nước hết vậy? Chết cái nước gì vậy, con gì đấy, gì vậy, chưa thú gì vậy? Nước mưa hả? Chết nước mưa. Mẹ mưa gì, có vấn gì đây không? Đồ mấy gì cứt không vậy? Mẹ là cái nhất đó đúng không? Ủa sao đi đường đá? Ủa cho cái đường nào đến được không nào? Mẹ đi đường đá chứ tôi nói không đi đường đá. Ủa sao anh hướng nhẹ đấy? À sao anh hướng nhẹ đấy? Ừ. Có này tém đá quên quên nhậu cầu ạ. Gì thú thú gì ta? Mà nước gì vậy ta? Trong gì tự nhiên khóc nhau đa trời. Trời khóc gì vậy? Ủa đó, đó này đi mưa nó ướt á. Sao cái lúc mà dòng cầu ướt là mưa ướt. Đấy, có chuyện gì? Mưa ướt á. Có chuyện gì? Mày sao chơi? Để anh về thay đồ đi. Về thay đồ đi. Thú quét đồ tiếng gì vậy? Chơi nào? Không quét. Mẹ ông vô nhà không mẹ. Thú trình với mưa. Mẹ chơi với vô nhà chứ giờ. Cho quầy trước em thú quá. Ông đi đường này nè, em đừng đi đường đó nữa hả? Đi đường này mẹ đường nào biến được. Quần mò chứ mày. Từ từ, cho em thiếu cái mớ cửa ra nó đi được em. À thôi. Tự nhiên anh bắt em đi đường đó. Ông đi kia. Mẹ mày sao mày ăn đuổi mày? Ông không thấy không? Ông thấy em con sao vậy? Mẹ em con gì mà nói với mày? Em con lỗi đây ông phải không? Tưởng em sao?
thì trời em đâu có ngu đâu. Mẹ nó sao nó biết mà nè, em có ngay mày. Dạ biết đâu vậy ông. Thôi đợi nó đem tôi vô tôi kêu lại không? Kêu lại ông lì lì lì. Mẹ ơi mày chơi được không vậy? Được. Mẹ đưa 10 ngàn đâu nha. 10 ngàn tao á. Em đang làm thử tách này, hôm nay em là sẽ làm thử tách 24 giờ hiểu không? Làm thử tách 24 giờ bằng áo mưa ở trong nhà này. 24 giờ làm gì? Mày áo mưa này. Mưa chay, tụi mày điên hay sao rồi? Trời ơi, thấy tao chắc mưa à tao? Anh kêu cả mưa nó mù giờ bằng luôn. Tao chắc mưa đâu? Tao chắc mưa đâu? Bẩn. Chắc mưa à, tao mưa này để ướt hết rồi. Xe mưa này mẹ mày. Tự nhiên áo mưa. Chứ tự nhiên tụi mày sao tự cờ, tự nhiên mày áo mưa tắt anh hiểu không? Chào anh xuống anh kêu cả mưa. Em sợ là nước như anh này, em muốn mặc áo mưa, hiểu không? Cho chờ tự nhiên điên nào mày có mưa chị? Bây giờ mày có mưa sao trời? Ủa trời tính coi ngay. Không. Anh tính coi ngay nó mẹ rồi. Mày biết trước hay thầy? Cho biết gì biết trước, anh tính làm gì biết trước. Quả chắc định làm gì thầy em? Đi ra, đi ra. Xe mưa mẹ. Mày xe mưa rồi cho mày có mưa. Điên thằng em đang thử thách làm gì vậy? Đang thử thách mày có mưa mà. Để làm gì vậy? Đừng mẹ. Ông mày có mưa rồi. Mưa máu mưa anh làm gì anh quá. Ông ơi, mày tụi bay biết trước mày sao? Trời sao tụi bay biết trước này à? Tao biết trước ngày gì chứ? Tự nhiên anh nói tao hiếu vậy mày. Xin lại đây, đồn mới nói chuyện. Mẹ mày mày chơi tao nữa đâu? Cái đầu đánh lộn mẹ rồi. Mẹ cất tàu quân. Mẹ đâu cái gì cất lên đây này. Trời làm cái gì lên đây đồn nó tàn hết. Đấy giờ. Mày chơi nó nữa vậy? Mẹ nó mày tao mình biết một phút mà. Ủa em bị anh đứng cần một tiếng làm gì? Mẹ nó một cái dù mà ai biết mày. Mẹ mày sao mày chuẩn bị dùng mày biết trước mày chuẩn bị dùng sao biết trước mày sao chuẩn bị dùng làm cho ai làm cái vậy mẹ làm cho ai mẹ tao làm luôn chứ không tao chưa chứa quá chơi ai bây giờ chơi ai chơi ai bây mà sao cái người em giờ toàn cất không vậy mẹ chơi như mày cái thân đồng đó mày 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 thân đồng đó đúng không mẹ tụi mày biết trước đúng không mày mày chơi hai bây giờ đúng con tao bị giết đó anh ơi mà sao chết vậy thì sao có đất kìa mày giờ vậy sao mày xuống mày đi xuống quá thôi giờ sao mày xuống mày ở đó luôn mày mày nó lấy cái thằng nó biểu tao chơi hai bây giờ đâu đúng cuộc làm được á chim mày quá chim lỏng tay này bỏ gì mà nhàn quá rồi đừng quá chơi đâu vậy chơi chơi gì thì chơi chứ ôi chịu đâu chơi 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 anh Quốc, em hỏi anh đang quay như đây. Mẹ ơi, gộp nó cười một điên chứ. Gộp hết anh Quốc, nó cười rồi anh Quốc. Sao, cũng cười gì? Cổ tay coi coi Quốc anh cười rồi nè. Chào anh Quốc. Ô cha, đồ quá nó liền cái đây bơ nào luôn á. Đồ quá nó liền vậy, liền vậy cái đầu quá còn gì nữa mày. Đồ mày tao lạy luôn á. Mày quá nó liền nữa, đồ cái liền luôn mày. Đây đây đây, em bắt đây. Hết chậm chậm luôn vậy mày. Ôi, hàng nó quen cái bộ. Không, anh quắc, anh nói, em nói thiệt anh gì nè, anh tấm mẹ quắc. Thương quá. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái mẹ anh ơi, anh làm 4 năm mà thì anh ngủ đọc vô trong cái món ăn chưa mày nít đi trời ngủ vô trong món này sao hầu giờ nó không lên, nó không khôn được chỗ nào hết 4 năm trời mà anh không khôn được cái gì hết anh trời, tình trạng 10 ngàn tôi nói đậu mày đừng có nói ai, nó nói hài hồng cái chỗ đúng không 10 ngàn đó, 10 ngàn đó thằng Sandow rồi được cho anh cho thằng Trang anh thằng Trang mà làm như Sandow vậy anh cho thằng Trang mà anh như ngu này ngu mấy thằng lớp như tay tao dạng vợ mua thì mấy người mấy người dơ thường vào quần trắng lắm dơ dơ thúi quá thúi thì anh ai biết anh ngu nước đá của tôi vậy tôi đá vô luôn em
Cái gì? Tôi đá vô đó rồi tôi đổ nước luôn. Ừ, là em hỏi, em hỏi một cái chuyện này nè. Cái lúc nào bị sao mà cái thằng ướt vậy? Anh vừa chấm tấm gì vậy? À mà em đi em thấy sao ướt em. Quần liền trái kìa sách tôi leo thằng lên. Em đổ xuống. Sao ướt là mày... em đã biết rồi. Ừ. Sao? Cố tình hả? Quần trái kìa tôi leo thằng lên đổ sách đổ đều tôi vậy. Sao 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 cố tình hả? Cố tình. Mày nói cho anh mẹ nào anh quốc. Thì vô nó khai tụi em hết rồi. Đồ, nó vô nó khai tụi em hết rồi mà. Nên sao nó vô nó nói em hết rồi. Nói gì? Nó vô nó nói em anh đô cất gì đến đâu hả? Em mới chuẩn bị áo mưa đó. Chứ áo mưa đâu có chạy nhanh không mày. Sao mà áo mưa chứ dù đâu chuẩn bị. Ừ. Mày sao tụi bay biết hả? Thì sao nó nói. Sao nãy giờ nói mấy lần không đi. Mà sao cái đều ngu ghê. Hay là mình cho thằng Trang tôi thích thằng 4 giờ trên mái nhà luôn anh quá. Mày giờ đây lẹ chơi tôi chứ chơi gì phải không? Cho anh cho ai? Người em nó hơi dân mấy dột cứt lên người vậy đâu á. Xe nó đạt ngu này nó làm tao dính chân chân này. Thôi tao còn dính này. Giờ nó ngu quá tao. Mày ớt lên luôn mày. Mày ớt lên đi. Mày ngu mà con bò mà xuống gì. Mày ớt lên đi. Mày ớt lên đi. Mày ớt lên đi. Mày biết mày tạt tao đi. Mày ớt lên đi. Xếp đồ mày mày tạt mày đi. Mày xuống thì mày nhảy xuống đi. Em bây giờ em nhảy xuống đi. Em nhảy chân là mai em có lường thiết có clip là uống sữa liên tục. Sao không? Nhảy xuống đi em. Ý là em nhảy cái chân xuống nha. Cho em nhảy cái đầu xuống làm thí mẹ em luôn á. Rồi quá anh dìa mẹ quá. Mày bị chơi tao bây giờ dìa mày. Dìa tắt mày. Thúi như mấy người đó này. Nước đá của tao luôn hả? Mấy anh thiệt còn vô. Cái gì? Nước đá luôn hả? Cái đồ mà mày nếm nước đá anh quá sao mà biết tiêu đường hay mày. Kiêng nào mà bù nhanh đấy mày. Nói tổng lao không. Gì anh quá. Anh gì vậy? Anh hết, anh không còn cái gì nữa đó. Bây giờ anh á. Anh như một cái con heo mà ở dưới ấy. Bây giờ anh gì ạ? Anh phải tu, anh phải tu ít nhất là một năm nữa anh mới xuống cho tụi em được. Anh gì anh mua một cái hòm anh quá. Anh leo vô cái hòm anh tu đi. Đừng mấy mẹ nó tu nhẹ thuốc nữa nữa. Anh lại nhầm gì vậy? Anh đi này, tao biết khôn người ta nó đi quen nó thấy anh nó kêu đụng mấy thằng cức. Mấy này. Ờ. Đẹp quá cức mẹ với đẹp quá mình đang gì vậy không? Mày mẹ đụng với mày tao mới biết mày. Bây giờ là anh quốc. Dắt cái dép bìu lên tí mẹ luôn quá. Dắt cái dép bìu lên tí mẹ luôn quá. Má nó mất vậy à. Chứ mẹ mày nha. Không, tí mẹ đâu. Thí mẹ. Anh bìa cái dép lên mấy nhà mẹ đâu. Ngu. Anh ngu như con bò ấy. Em nói thì bìa nhẹ không? Anh bìa lên. Tại liệu như biết đâu. Đá xuống kìa anh quốc. Đá xuống kìa. Đá xuống kìa. Mẹ mày đi sao anh? Cái đồ bây giờ mắt mẹ anh em đừng có lụm dép xuống cho thấy mẹ luôn. Ừ, em đừng lụm. Còn em ở trên mẹ luôn, em làm tôi tắt thêm 4 giờ dưới đầu dép đi. Em bay xuống mẹ. Tao bỏ dép vào luôn. Đồ ba lấy dép ra đây, lấy thang rồi nó lấy dép mình xuống. Là mấy thang rồi. Cái thang nhà nó xuống đi. Không, làm em làm mấy dép đâu mất đi. Tao với Châu Tàu có nói gì. Không lụm chứ. Tao với Châu Tàu có nói gì tụi mày. Thì em lụm giùm ông chút đi. Mày chào tao với mày chào cậu chú. Làm giếp đi, làm giếp cho anh Quốc chú ơi. Anh Quốc à, đi em lên xuống thì đến liêu anh Bốn tới. Thôi Quốc lên làm em Quốc. Anh lên làm đi cho luôn. Không ai làm anh bị anh ném chị. Chụp cái con gì tính mà thành cái con cứt luôn à. Xấu rồi vô luôn. Ủa anh Liêm sập cái nhà đợt nữa nha. Leo lên cái mái nhà đó. Leo lên. Bị anh ném chị. Đủ đã lên, đã leo lên tao đó rồi mà còn không lấy được nữa, anh làm gì được anh Quốc? Không đẹp liêu ơi, anh bị ông ném đi. Liêu nó sập vào đó, để đưa cây cho kèo. Trang Trang. Trang. Ở đẹp đi, đẹp đi. Lấy cây kèo ơi. Trang. Kèo ơi Quốc, kèo ơi, kèo ơi. Ra kèo xuống nhà đâu. Bưng cái thằng ra, anh Quốc, anh Quốc. Anh Quốc ơi. Anh Quốc. Cái thằng lên xuống, rồi cái thằng lên xuống. Rồi cái thang lên xuống. Rồi cái thang lên xuống anh xuống. Đâu rồi đây ơi. Anh chạy xuống bảo mẹ nó con rồi. Rồi cái thang lên xuống. Rồi sao? Anh chạy xuống bảo mẹ nó con rồi. Hay là bây giờ mình hay là mình giờ lên bận vợ nữa. Bây giờ hay là mình lên mình làm thách bợ vợ Quốc ơi. Bợ gì ngay. Bán chỗ về vô mỏ này đi. Lấy cho theo cục tiền xuống. Anh tiền ơi. Em chỗ mấy quen luôn này chứ không. Hay là giờ mình thách được tiếp mẹ chứ. À, ừ. Đi giờ lên, đi lên nhà quá anh. Đủ mấy mấy quen con quốc dài lên các bạn. Má, tụi bay vậy chú anh. Mẹ tụi bay. Ê, đi mất. Mày tao lấy cho tụi tài xuống á. Tài xuống anh mặc mấy quen, anh tài em đục luôn này. Mẹ anh mất, mấy quen anh thì anh tập đi. Bây giờ sao mày?
Bây giờ sao? Bưng cái thang cắt mẹ. Tao nói tao đi. Cắt cái thang mẹ sao? Mà ý chứ em cũng nói là mưa. Cứu cái gì? Rồi tao anh em cho anh tự tách 24 giờ tình đất nhẹ. Rồi còn mấy quay giờ làm gì đây? Mà quay xuống rác kìa chứ làm gì. Xuống rác đây. Quay ngay mẹ, quay mẹ chứ đâu. Ha 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 ha